mà đã mang lại cái vị nhiều tiếng cười thật là sảng khoái. Và chắc chắn ngay bây giờ đây cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có những tràng cười thật là vui tươi để cho chúng ta sẽ có một mùa xuân mới bắt nguồn với nhiều niềm vui, đúng không ạ? Và xin lỗi, xin mời lên sân khấu nhóm 2 Chí Thiện và Hùng Voi. Vậy xin ông quan trọng mấy chị cô bác với đại các quân nhân quý tranh thân công tử quý phụ nữ chưa chồng quan trọng mấy cháu gì đầm còn đang tới nhà trẻ hôm nay đông vui và cho em xin chặt hốt tay thật là lớn đi quý vị ơi. Dạ cảm ơn bà con cô bác, cũng cảm ơn thầy. Dạ dạ nói nọ ngay, hôm nay là ông công ông vũ tới đây nói là có chương trình văn nghệ rồi đây kia đông vui dữ lắm, con khoái lên đây định tham gia một cái chương trình văn nghệ đã định nhờ quan quách hỏi đâu rồi ta mày đến mày hỏi gì vậy? Dạ không, ý em là xin được cho cái mỏ tên nó mày không ở nhà bữa đó mày đi vừa phải đó mày không chấp nhận cái vụ này đâu, vừa phải con xin lỗi mày à, nhịn mày mà làm tới mày ngon mày ngon lại đây mà lại em nói ngon nè, xin lỗi mày cứ tin mà lại tới đây tao đè xuống tao nặng mũi mày giỡn mặt em nhịn mày làm tới hoài mà gì vậy má? Thiện hả? Thiện nè, người nói nghe Thiện ơi, cái xóm của em thì cái xóm của em nó kỳ cục lắm. Dạ, dạ, dạ. Xóm em sao kỳ cục? Mỗi lần gặp mặt anh là nó kiếm chuyện gây lộn rồi. Ok, kìa, nó kiếm chuyện gây lộn rồi. Ok, kìa, nó ngộ, gây không lại cái đồ cắn. Ơ, xóm của em đồ cắn ai? Xóm của em đồ cắn ai? Để mơ tức thị, để mơ tức thị. Xin chào, xóm em, nè. Tôi nói cho anh mấy anh chị cho em nghe nha. Thấy người ta thì cũng vậy được, cái mà nhảy lên ăn hiếp đồ cắn là sao? Chị em phụ nữ thì vậy. Không phải phụ nữ đâu. Không phải phụ nữ. Không phải. Vậy là mày còn mấy đứa con nít nè, con cũng khánh băng rồi này kia phải không? Nên không phải con nít luôn. Không phải con nít. Chứ con gì? Con chó. Con đâu? Ông dẫn với ông nội. Nghĩ sao con chó mà ông cũng kiếm chuyện đó là sao? Ủa chó phải cha chú rồi không gây. Ủa vậy hả? Tao mà quê lên tao giận lên là tao đụng con gì tao gây con đó. Ủa anh quê vụ gì? Đang quê con nhỏ bồ. Nhỏ bồ. Nhỏ còn sao quên á? Để kể cho nghe. Sao? Mới quen đầu hôm sớm mai nói câu nghe tự ái. Ủa nói gì anh tự ái? Trong vòng 3 bữa nữa mà không có chí SH cho nó, hai đứa chia tay. Trời đất ơi, quá đáng. Con nhỏ này quá đáng. Yêu nhau đâu phải gì điện bạc á. Nó tưởng anh mắm gái rồi. Em biết ông anh quen đời nào mà mắm gái. Tao chỉ thẳng vô trong mặt tao nói luôn. Anh chỉ vô mặt nó anh nói câu gì? Mai mua đó thì con giả trả ông bây giờ là vậy là mắng gái và ông nội chứ chứ không mua để xù sao có sợ xù hả? Bởi vậy bây giờ phải về nhà gom nè, có cái gì bán anh ấy bán đỡ mua cái xe cho nó rồi cuối cùng anh gom hết tài sản anh bán được còn được nhiêu? Còn bộ bao nhiêu? 1.000.000 thì được cái bô ri. Gì kìa? Có 1.000.000 là để mua chiếc xe ông nội. Có bô ri thôi hả? Có bô ri thôi. Cái kiểu này rồi nó xù cắt rồi cho nó khổ quá. Thôi hơn anh tới đây là mẹ đồng quê là anh hơn không hơn dữ lắm vậy hả? Hơn sao? Bên em thì sao? Sớm quen tập quá là bán nhỏ thôi mà khuyến mãi bự chà bá lửa luôn. Bây giờ đang khuyến mãi dữ dội luôn. Khuyến mãi dữ dội. Ê qua bên đó mình ăn cái gì trúng ở đây phải không? Đúng rồi. Ê qua bên đó ăn cái gì trúng cái gì? Thí dụ như anh ăn trái tắc trúng cái gì? Xe SH. Trời ăn cái trái tắc mà trúng xe SH hả? Vậy mới lạ. Ngon lành như đó nhưng tôi khỏe rồi. Nhiều quá à. Thằng mới có như đó mà còn khỏe hả? Chứ sao? Chưa. Còn cái này ghê hơn nữa. Nữa hả? Anh biết Công không? Công hả? Là chủ trì của ở mẹ đồng quê đó. Biết. Năm nay chơi lớn nữa. Ngon luôn. Ăn cái gì trúng cái gì? Anh ăn trái cà. Trúng cái gì? Nguyên căn nhà. Ăn cái cà chúng nguyên căn nhà luôn rồi. Công chiều mới nói á. Vừa có xe vừa có nhà nữa. Trời ơi ngon lành. Trời ơi hèn chi tao biết rồi, tao nhớ rồi. Hèn chi hèn ca Phương Tử Long nè. Rủ tao vô làng nướng hoài mà tao không tin. Ủa mắc mới Phương Tử Long rủ anh vô làng nướng làm gì vậy? Vô làng nướng ăn cái lẩu. Tặng cái gì? Chúng người mẫu. Trời ơi. Trời ơi dữ chứ. Có người mẫu luôn hả? Nhưng mà cổ phải ăn kèm nha. Có ăn kèm. Ăn kèm. Ăn gì chúng gì? Ăn tô phở. Chúng gì? Nhỏ ở. Ủa tự nhiên có oxy ở trong đó. Thì vậy người mẫu mới có oxy để phục vụ chứ mà nhắm mày phục vụ nổi không? Nhưng mà cái đó là sang trọng quá. Sang trọng chứ. Em ở quê em khoái là bình dân thôi anh ơi. Bình dân thôi ha. Bình dân á. Bình dân ăn cái gì chúng cái gì? Nè trên bàn thì cũng có luôn nè. Đó thì sao ăn cái gì chúng gì vậy? Anh ăn trái dưa hấu. Chúng cái gì? Cây mã tấu. Cái gì mà bạo lực vậy ông nội? Ủa cái đó bạo lực quá hả? Bạo lực quá, không được, em dịu đi.
Em dịu mềm giọng. Em dịu. Dạ anh ăn trái mít đi. Chúng cái gì? Cái ông chích. Cái gì mà chích chó cái ớn quá vậy ông nội? Không không được, không hả? Ủa trời ơi, Bình Dân phải không? Bình Dân đó. Đây nè, món này Bình Dân phải mới là ngon lành nha. Cái gì Bình Dân? Đặc biệt món này cánh đàn ông mình khoái. Ồ, cánh đàn ông khoái hả? Mê lắm luôn. Mày khoái, tao cũng khoái luôn. À, ê, vậy chị ăn gì chúng gì? Ăn cái bánh ú. Chúng cái gì? Chúng hai. Cái gì vậy ông nội? Ê, chỗ này chỗ đàng hoàng không đó, bậy bạ nha. Nói gì bậy này? Hồi nãy giờ người đang nói là ăn có giờ có điệu đàng hoàng. Đúng rồi. Nhưng giờ bây giờ không nói bậy nha. Thì đó, bởi vậy tôi ăn cái bánh u. Chúng cái gì? Chúng hai. Nữa nữa là dùng bình hoài. Bậy gì mà? Cái gì nó bậy? Thôi, cái đó bậy lắm. Không nói sao tao biết. Thì đi ăn cái bánh u. Thì chúng hai. Ký tôm số. Ký đàn ông mình phải không? Ăn nhậu ngon lắm. Cái đó nướng lên nhậu quá thấy một chút thao. Cái đó ngon đó. Ủa mà nó nghe nè. Ờ, tự nhiên hôm nay qua đây có chuyện gì không? À, hôm nay qua đây có mục đích đàng hoàng. Mục đích gì nó nghe chưa? Rủ em nè, đi làm văn nghệ, dân mẹ đồng quê. Nói gì văn nghệ là em một bụng nè. Phải không? Chứ sao? Tôi mê cái vụ đó lắm nha. Qua đây rủ em đi nè, đó. À, là... Qua bên đó ca hát rồi chơi được không? Cho em ca đi. Biết hát nữa. Em ca hát là dữ lắm á. Phải không? Chứ sao? Em đi theo rồi còn cứ cứ ông rồi. Hát được phải không? Được. Rồi khi nào hát tôi thử tôi nghe rồi tôi mới tin. Ủa vậy đó hả? Ủa mà nó nghe nè. Anh làm chương trình rồi anh có tham gia tiết mục trong đó không? Tự nhiên làm chương trình phải biết ca hát chứ. Còn sao không mà? Chẳng những ca sĩ mà còn là sáng tác nhạc luôn. Ghê vậy đó hả? Như sao? Y chang như Phương Tử Long vậy đó em. Ngon lành luôn. Mà gọi tôi là ca nhạc sĩ rồi. Sáng tác nhạc bảo đảm với em là bài nhạc này không đụng hàng luôn. Không đụng hàng. Chứ sao? Bài nhạc mang chủ đề đàn ông, đàn bà. Ngắn gọn xúc tích. Không đụng hàng. Không đụng hàng. Ca thử anh nghe. Ngon lành nha. Ngon lành. Đến 1, 2, 3 vô nha. Rồi. Mà hát không hát bình thường nha. Ủa không hát bình thường. Phong cách Đàm Vĩnh Hưng. Ủa phải có phong cách trong đó nha. Chứ sao. 2, 3 vô nha. Chuẩn bị. Vô. 2, 3. 1, 2, 3. Vô. Lên. Cái gì vậy? Vô. Cái gì vậy? Mới tôi đàm, mới tôi đàm. Đàm gì là anh xâm nhấn nổ. Vô. Ai đã từng là đàn bà. Vô. Không bao giờ muốn mình thành đàn ông. Ai đã từng là đàn ông. Không bao giờ muốn mình thành đàn bà. Vì đàn ông hút thuốc hơn đàn bà. Vì đàn ông nhậu quậy hơn đàn bà. Phải không em? À, có hiểu nghĩa vỗ tay kìa. Chưa. Câu sau này mới giữ. Câu sau mới giữ hả? Khi có vợ nhà. Sao? Nhưng ra đường vẫn thích nhìn vào người ta. Ai không thích nhìn vào người ta? Chắc người này sắp thành là đàn bà. Phải không em, phải không em? Phải không em? Ủa, phải. Không có đàn gì hơn nào. Cũng được hả? Tào lao không? Chị chơi hoài nhắm hát được không? Chơi hoài. Hát như em mới gọi là hát. Được. Trời ơi, em là dữ luôn á. Hát cỡ nào dữ vậy? Em hát nhạc nước ngoài đàng hoàng. Nhạc quốc tế luôn. Nhạc quốc tế. Phải không? Chứ sao? Không tin nha, giờ hát thử tôi nghe, tôi có tin nha. Hát thử nghe không? Ngon lành nha. Ngon lành cái nào? Nhạc quốc tế không? Quốc tế. Tựa là gì? Mami Ly. À, mời ăn cà ri. Bảy. Mami Ly. À, mời bà con ăn bún cà ri. Đập bảy giống nổi. Mới no cà ri. Tiếng nước ngoài. My family. Dịch tiếng Việt là gia đình tôi. À, gia đình tôi phải không? Trời ơi, nói tiếng nước ngoài là nữa dữ. Bây giờ 2, 3 vô liền nha. Rồi. Gia đình tôi, 2, 3, vô. Má tôi là vợ ba tôi. Tăng, 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 tăng. Ba tôi là chồng má tôi. Cái thế là tăng, 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 tăng. Còn tôi là con ông bà. Có ông bà mới có tụi tôi. Tăng, 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 tăng. Chị hai là chị ba. Tăng, 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 tăng. Chị ba là chị anh Tân. Còn tôi là thằng em ơi. Có ông bạn mới có tụi tôi. Má tôi là con ngoại tôi. À, ba tôi là con nội tôi. Ông cố rồi đi bán muối. Vợ mày là vợ của tao. Con của mày là con của tao. Mà tao. Bậy rồi. Bậy rồi đúng không? Đã bậy đúng không? Dạ, tự nhiên tao
nó nhảy nhảy trọt con. Không phải, em cay quá, anh bị cuốn theo. Cuốn tự nhiên cuốn luôn vợ con ta vô đó. Xin lỗi đi, bị cuốn mà. Nói chơi vui với anh thì thôi. Chứ em biết cả công á, cả làm ha, mỗi lần cả làm chương trình là lớn dữ lắm. Rồi, anh em nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp được không hả? Ngôi sao nhiều lắm. Đó, ngôi sao còn quá trời dưới đó. Bây giờ vậy này, anh em mình qua bên đó, góp mặt cuốn mình đốt nén hương cho nó mẹ là ok rồi. Đúng rồi, hay quá trời, đi liền đi để kể vợ nha. Đúng rồi, đi 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 đi. Trước khi đi mình chào bà con cô bác cái đã. À quên. Chào đi. Do chị thì cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm vợ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều.